Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media. Bản tin ngày 2 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Séc có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong EU. Argentina bắt người đàn ông chĩa súng vào mặt phó tổng thống. Thành phố Hồ Chí Minh thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2 mừng ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Bắt đầu từ chiều ngày hôm qua, tại Hạ viện Séc đã diễn ra cuộc tranh luận về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với liên minh của chính phủ Thủ tướng Petr Fiala. Cuộc tranh luận diễn ra qua đêm và đã kéo dài liên tục trong hàng chục giờ đồng hồ. Trước những lời chỉ trích của phe đối lập, Thủ tướng Fiala đã nói rằng chính phủ đang làm việc trong những điều kiện khó khăn, một số trong đó là nhận được từ chính phủ của ông Babiš. Sau khi cuộc họp bất thường tại Hạ viện bắt đầu, Chủ tịch phong trào ANO Andrei Babiš đã mở đầu bài phát biểu kêu gọi chính phủ cần phải kết thúc bởi vì theo ông, họ không đủ khả năng điều hành đất nước. Một minh chứng gần đây nhất là liên quan đến vụ tham nhũng hay chính phủ Séc không thể kiểm soát được cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại. Phản ứng trước những chỉ trích của phe đối lập, Thủ tướng Petr Fiala nhấn mạnh mọi thành viên trong nội các đều có sự ủng hộ của ông. Chính phủ của ông đã làm việc chăm chỉ trong suốt 8 tháng qua trong những điều kiện khó khăn, không chỉ tình hình chung trên khắp thế giới mà còn phải thừa hưởng lại một phần không ai muốn nhận từ chính phủ Babiš. Thủ tướng nói rằng Cộng hòa Séc đang thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU. Các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng một phần nào đó đã hoàn thành công việc giảm tác động từ cuộc khủng hoảng. Họ sẽ cùng với đại diện của các thành viên tìm ra được giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại. Mặc dù phe đối lập đã thực hiện cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ, nhưng đã không đạt được đủ số phiếu cần thiết. Hiện tại giá điện trên thị trường thường xuyên thay đổi nhanh chóng, nhưng vẫn ở mức cao. Về lâu dài, giá năng lượng trên thị trường cao sẽ dần được phản ánh trong các hóa đơn của người tiêu dùng. Vậy nó thay đổi như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Theo so sánh của Văn phòng Điều tiết Năng lượng ERU, những khách hàng mới có mức tiêu thụ trung bình là 30 GWh một năm hiện sẽ phải trả tổng cộng 36.000 korun. Trong đó giá điện năng chiếm khoảng 60%, phần còn lại là các chi phí khác như thuế giá trị gia tăng chiếm 21%, chi phí truyền tải và phân phối. Mà giá điện năng lại là một số tiền bị ảnh hưởng trên thị trường. Do đó, nếu giá điện trên thị trường tăng cao sẽ được phản ánh trực tiếp trong giá điện năng. Với khoản tiền phải trả trong một năm là 36.000 korun, tức là mỗi tháng số tiền đặt cọc sẽ là khoảng 3.000 korun. Trong trường hợp khách hàng giảm số tiền đặt cọc mà không giảm mức tiêu thụ thì sẽ phải tính đến việc trả thêm số tiền lớn vào năm sau. Theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 1 tháng 9, Séc tiếp tục là quốc gia thành viên có tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 7 thấp nhất trong Liên minh châu Âu với mức 2,3%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu thống kê của Eurostat cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trung bình của toàn EU trong tháng 7 là ở mức 6%, trong khi trong tháng 6 là 6,1%, trong tháng 7 năm 2021 là 6,9%. Tại khu vực đồng euro với 19 quốc gia, tỷ lệ này trong tháng 7 đã giảm xuống 6,6%, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Các quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất sau Cộng hòa Séc lần lượt là Ba Lan với 2,6% và Đức 2,9%. Ngược lại, Tây Ban Nha với 12,6%, Hy Lạp 11,4% là những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong EU. Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã hủy 7 chuyến bay ngày 2 tháng 9 giữa Praha và Frankfurt am Main. Nguyên nhân là do phi công của hãng này đình công. Cùng với lý do tương tự, hãng Lufthansa cũng đã hủy chuyến bay tối ngày 1 tháng 9 từ Frankfurt đến sân bay Václav Havel. Tại các sân bay lớn của Đức, nhiều người xếp thành hàng dài tại các quầy để tìm cách lấy lại tiền bồi thường cho các chuyến bay bị hủy. Hãng hàng không Lufthansa đã hủy 3 chuyến bay ngày 2 tháng 9 từ Frankfurt đến sân bay Václav Havel và 4 chuyến từ Praha đến Frankfurt. Quyết định hủy chuyến bay của hãng Lufthansa áp dụng cho hầu hết các chuyến bay vào ngày 2 tháng 9 của hãng tại sân bay Munich và Frankfurt. Tính đến hiện tại thì vẫn chưa biết hãng hàng không có hủy chuyến bay vào ngày 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9 hay không. Công đoàn phi công Vereinigung Cockpit đã kêu gọi cuộc đình công kéo dài suốt một ngày do bất đồng với lãnh đạo công ty về việc tăng lương. Tại sân bay lớn của Đức, hành khách xếp hàng dài trước các quầy dịch vụ để tìm cách lấy lại tiền bồi thường do hủy chuyến bay. Hãng hàng không Lufthansa khuyến cáo hành khách không đến sân bay nếu chuyến bay của họ bị hủy. Hành khách có chuyến bay nội địa bị hủy có thể nhận vé tàu Deutsche Bahn miễn phí.
phục vụ trong các đơn vị lính cứu hỏa chuyên nghiệp tham gia trực tiếp tại hiện trường chỉ dành cho nam giới đã không còn áp dụng tại Séc. Vào ngày 1 tháng 9, người phụ nữ 32 tuổi đã đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu và vượt qua các bài kiểm tra như nam giới và trở thành nữ lính cứu hỏa chuyên nghiệp tham gia trực tiếp tại hiện trường đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Séc. Michaela Jdarska, người phụ nữ 32 tuổi đã vượt qua bài kiểm tra thể chất, sức khỏe và tâm lý mà không có bất kỳ ngoại lệ nào hay nhượng bộ nào, tức là giống như bài kiểm tra đối với người lính cứu hỏa chuyên nghiệp là nam giới. Cô đã làm việc ở trong đội cứu hỏa tình nguyện ở Praha Dolní Měcholupy từ năm 2019. Trong 3 năm qua, cô đã tham gia 49 chuyến đi cứu hỏa tình nguyện, hỗ trợ kỹ thuật và chữa cháy hay tham gia các sự kiện bất thường khác. Cũng trong thời gian đó, cô tham gia môn thể thao TFA, là một môn thể thao sử dụng toàn bộ sức mạnh mô phỏng công việc của lính cứu hỏa và nhờ đó cô trở nên quen hơn với các thiết bị hạng nặng. Cô chia sẻ rằng vụ cháy chung cư vào tháng 4 năm ngoái ở đường Černokostelecká là một trải nghiệm khó khăn nhất của cô với tư cách là một lính cứu hỏa tình nguyện. Vụ cháy này đã làm 14 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em. Cô và đơn vị của mình là nhóm thứ 2 đến hiện trường và đã thực hiện sơ cứu cho những người bị thương trước khi dịch vụ cấp cứu đến. Từ ngày 1 tháng 9, cô sẽ tham gia với cương vị là lính cứu hỏa chuyên nghiệp chuyên đi các hiện trường để phục vụ cho trạm cứu hỏa Holešovice. Mua ngay 2 thùng River 0,5 lít vị bất kỳ tại Tamla Foods hoặc dịch vụ Tamla Express trong tháng 9 này. Cơ hội trúng 4 đồng hồ Forerunner 745 nằm trong tầm tay. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamla.eu/river. Ngày 31 tháng 8, công ty thiết kế chip Nvidia cho biết các quan chức Mỹ đã yêu cầu họ ngừng xuất khẩu 2 chip máy tính hàng đầu dành cho trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc. Động thái này có thể gây ảnh hưởng với công nghệ cao của Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, động thái trên có thể làm tê liệt một số hoạt động đòi hỏi công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc như nhận dạng hình ảnh. Các quan chức Mỹ thông báo, quy định mới sẽ giải quyết rủi ro bằng các sản phẩm được bảo hộ có thể sử dụng hoặc chuyển hướng sang sử dụng trong quân sự. Phía chính quyền Mỹ cũng lo ngại, các chip này sẽ có người dùng cuối cùng là quân đội Trung Quốc. Nếu không có chip của Mỹ từ các công ty như Nvidia và AMD, các công ty tổ chức Trung Quốc sẽ không thể thực hiện hiệu quả những công việc cần kỹ thuật tiên tiến như nhận dạng hình ảnh và giọng nói, cùng nhiều tác vụ khác. Nhận dạng hình ảnh và xử lý ngôn ngữ được ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh. Chúng cũng được sử dụng trong các hoạt động quân sự như dò hình ảnh vệ tinh để tìm vũ khí hoặc các căn cứ quân sự, cũng như lọc thông tin liên lạc kỹ thuật số cho mục đích thu thập thông tin tình báo. Thông báo của Nvidia cũng cho thấy Mỹ tiếp tục leo thang nỗ lực giới hạn năng lực công nghệ của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng xung quanh số phận của Đài Loan vẫn chưa hạ nhiệt. Đài Loan là nơi sản xuất chip cho Nvidia và hầu hết các hãng chip lớn khác. Ngày 1 tháng 9, Bộ trưởng An ninh Argentina Aníbal Fernández cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ đối tượng định tấn công phó tổng thống của nước này bằng súng ngay trước cửa nhà riêng của nhà lãnh đạo này khi bà bị một người đàn ông chĩa súng ở cự ly rất gần khi bước xuống xe hơi. Hình ảnh được phát trên truyền hình Argentina cho thấy đối tượng trên đã rút súng ngay trước mặt bà Kirchner, phó tổng thống của Argentina, khi bà đang đứng vẫy tay chào những người ủng hộ. Người này đã vung súng trước mặt bà nhưng chưa bóp cò. Theo Bộ trưởng Fernandez, một số người trong đám đông đã tập trung ủng hộ bà Kirchner đã báo với cảnh sát về một người đàn ông đem theo vũ khí. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã xác minh và bắt giữ người này ở địa điểm gần với nhà riêng của Phó Tổng thống. Ở thủ đô Buenos Aires, khẩu súng cũng đã được thu giữ gần hiện trường. Theo thông tin ban đầu, có 5 viên đạn đã được nạp sẵn. Truyền thông Argentina cho rằng đây là một người đàn ông mang quốc tịch Brazil. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem đây có phải là một âm mưu có tổ chức hay là một hành động tự phát. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cách đây một tuần, Phó Tổng thống Argentina đã bị cơ quan công tố đề nghị mức án 12 năm tù trong một vụ xét xử liên quan tới cáo buộc tham nhũng trong thời gian bà giữ chức Tổng thống từ năm 2007 đến năm 2015. Mới đây, Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã hoàn tất việc xem xét và đồng ý cho sử dụng vaccine của BioNTech Pfizer và Moderna được điều chỉnh phù hợp để chống dòng phụ BA1 từ biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Theo đó, nhóm trên 12 tuổi đã tiêm phòng đầy đủ là nhóm được khuyến nghị sử dụng vaccine đặc hiệu với biến thể phụ BA.1. Về mặt thủ tục, Ủy ban châu Âu cần đưa ra khuyến nghị chính thức để triển khai sử dụng loại vaccine mới này. Loại vaccine mới được thông báo có tác dụng phòng ngừa hiệu quả virus SARS-CoV-2 chủng gốc cũng như biến thể phụ BA.1. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng loại vaccine phiên bản mới trên cũng sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc phòng ngừa các biến thể phụ của Omicron đang chiếm ưu thế. Ngày 1 tháng 9, Đức đã áp dụng một loạt các biện pháp nhằm giảm lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên và tiết kiệm năng lượng. Các quy định chủ yếu áp dụng cho các khu vực công cộng, ví dụ tại các trụ sở ủy ban hay các cơ sở công cộng khác, ngoại trừ bệnh viện và trường học, hệ thống sưởi sẽ chỉ được phép tối đa là 19 độ C. Nội các của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra các biện pháp đặc biệt để giảm tiêu thụ khí đốt và tiết kiệm năng lượng. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 9, trong các khu vực công cộng, nhiệt độ tối đa được phép là 19 độ C, đó là các tòa thị chính, viện bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát, nhà hàng, quán bar, khách sạn, siêu thị hoặc cửa hàng bách hóa. Các khu vực chung như hành lang cũng sẽ bị tắt máy sưởi, bồn rửa tay cũng sẽ không còn dùng nước nóng. Tuy nhiên, các biện pháp mới không áp dụng cho bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão và các cơ sở dịch vụ xã hội. Ngoài việc hạn chế nhiệt độ máy sưởi, Đức cũng áp dụng các biện pháp khác. Doanh nghiệp không được để cửa mở khi đang bật máy sưởi ấm. Các tòa nhà bị cấm bật đèn vào ban đêm. Biển quảng cáo sẽ bị tắt trong khoảng thời gian từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng. Ngoại lệ duy nhất là chiếu sáng an toàn, ví dụ như các lối thoát hiểm. Các bể bơi tư nhân sẽ bị cấm sử dụng điện hoặc khí đốt từ mạng lưới chung để làm nóng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, người dân Tây Ban Nha được nhận vé đường sắt miễn phí và được giảm giá vé cho nhiều loại phương tiện giao thông công cộng khác. Chính sách mới đã được kỳ vọng giúp giảm nhẹ chi phí sinh hoạt của người dân trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Những tấm vé tháng miễn phí cho phép đi lại trên toàn bộ các lộ trình đường sắt liên thành phố. Riêng các hành trình dài và các loại vé đơn sẽ không nằm trong chính sách ưu đãi này. Gần nửa triệu người đã đăng ký sớm để được nhận những tấm thẻ giao thông miễn phí. Công ty vận hành đường sắt Tây Ban Nha hy vọng cơ chế này sẽ thu hút 75 triệu lượt hành khách. Chính sách miễn phí vé đường sắt sẽ có hiệu lực đến hết năm nay và dự kiến sẽ sử dụng 221 triệu euro từ ngân sách. Bạn có đam mê với môn thể thao mùa đông? Nước ép trái cây từ Umax là mặt hàng bán chạy và đồng thời là đồ uống ưa thích của bạn. Trong tháng 9 này, cứ khi mua 10 thùng Umax nhận ngay một thùng Umax vị táo miễn phí. Đặc biệt, dành ngay cơ hội sở hữu ván trượt siêu giành điệu khi đăng ký tham gia bốc thăm may mắn tại website tamda.eu. Còn đợi chờ gì nữa? Cùng dành cơ hội trúng thưởng về cho mình ngay thôi nào! Đúng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 9, hai khinh khí cầu bay lên bầu trời kéo quốc kỳ rộng 1.800m2 để chào mừng quốc khánh ngày 2 tháng 9, thay cho việc thành phố Hồ Chí Minh không đốt pháo hoa năm nay. Sáng ngày 2 tháng 9, tại khu vực Bến Bạch Đằng, quận 1 và khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn, đã có nhiều người dân đến đây từ sớm để xem cảnh thả khinh khí cầu kéo đại kỳ mừng lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9. Đây là một hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ lễ hội Tết Độc Lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội Tết Độc Lập nhằm kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8, kỷ niệm ngày Quốc khánh và kỷ niệm 77 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền. Hoạt động thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố, nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết Độc Lập được khai mạc vào sáng ngày 2 tháng 9. Ngay sau đó, hoạt động du lượn và thể thao trên sông được tổ chức tại hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức kéo đại kỳ lớn 1.800m2 lên nền trời chào mừng ngày Quốc khánh. Ngày hôm qua, ngay trước dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9, một cơn mưa nặng hạt dài hơn 30 phút đã đổ xuống thành phố Đà Lạt, khiến thành phố bị ngập nặng sau mưa lớn. Nhiều tuyến đường, cửa hàng và nhà dân đã ngập gần 1 mét, ảnh hưởng nhiều du khách và người dân. Khoảng 15 giờ 30 ngày 1 tháng 9, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã đổ xuống khu vực giáp danh giữa thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Nước từ thượng nguồn các con sông đã chảy về trung tâm Đà Lạt, dâng cao và tràn lên các con đường như Phan Đình Phùng, Ngô Văn Sở, Tô Ngọc Vân, gây ngập nặng. Nhiều đoạn đường ngập gần 1 mét, xe chết máy, người dân phải dắt bộ. Nhiều cửa hàng ở hai bên đường Phan Đình Phùng bị nước tràn vào và hư hỏng đồ đạc.
mưa cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, rau xanh ở khu vực huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt cũng bị ngập và hư hại. Đà Lạt vốn có địa hình dốc và nhiều đồi núi. Những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị rất nhanh đã ảnh hưởng tới việc thoát nước. Do đó, thành phố thường bị ngập cục bộ khi mưa lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Sáng ngày 2 tháng 9, giữa cờ hoa rực rỡ của thành phố Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh, 100 cặp đôi đã sánh bước cùng nhau trong lễ cưới tập thể dành cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 100 đôi uyên ương tại thành phố Hồ Chí Minh với áo dài, khăn đóng đã cùng nắm tay nhau trong lễ cưới tập thể diễn ra vào đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Họ là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người lao động nghèo, chưa từng có một đám cưới trọn vẹn vì cuộc sống mưu sinh đầy vất vả. Với chủ đề tôn vinh nét đẹp văn hóa, lễ cưới năm nay bắt đầu bằng hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó diễu hành bằng xe buýt 2 tầng từ trung tâm thành phố về khu vực tổ chức lễ cưới. Các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể cũng được tặng và hỗ trợ nhiều vật phẩm phục vụ cuộc sống như phiếu mua hàng, phiếu chăm sóc sức khỏe. Ban tổ chức cũng hỗ trợ cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với căn phòng mơ ước miễn phí 1 năm tiền trọ. Lần thứ 14 tổ chức, lễ cưới năm nay xác lập kỷ lục về cổng cưới truyền thống lớn nhất với chiều dài cổng 14m và cao 6m. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.